Và cuối cùng là em giới thiệu cho các bác mẫu CD cao cấp của dòng Denon, dòng Limited có mã là DCD-S10, 35 mã Limited. Sáng nay ngày 27 em về được hai con với tình trạng là đẹp thiếu thùng xốp nha. Đấy, khiển và dây nguồn của nó đầy đủ nha các bác. Cái dòng Limited thì dây nguồn nó là rất là lớn, đầu tất cả màu vàng, và là khiển riêng của nó để sử dụng DAC. Đấy, thì giá là mỗi em là 23 triệu 500 ngàn, giá đã bao ship cho các bác và giá đã cân đối cho anh em chơi nghi bay hay bài đẹp. Đấy, rất là đẹp nha. Nhưng dòng này là nó tên tuổi rồi, là dòng cao cấp Limited, dòng sản xuất số lượng, âm thanh nó rất là tuyệt vời và tích hợp giải mã DAC chuyên nghiệp cho các bác nghe nhạc trên mạng, lấy đường nhạc từ optical xuống nha. Hàng tuyển rất là kỹ, các bác thấy đồ đẹp đó nha. Những con này đẹp trên 90% nha, đẹp khoảng 95%, thiếu mỗi thùng xốp thôi. Bác nào yêu thì cứ alo cho em nha. Các bác alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Em ship hàng toàn quốc, các bác chỉ cọc tiền cho em thì em ship hàng tới nơi cho các bác. Các bác nào ta mua nhiều thì các bác chỉ còn đủ, còn các bác mới mua hàng thì lăn tăn thì cứ cọc tiền thì em ship hàng tận nơi. Các bác hàng tới các bác kiểm tra thanh toán tất cả những sản phẩm đi trước, đi em test kỹ lưỡng cho các bác nha. Tất cả những sản phẩm mà đưa đến các bác là đã qua kiểm tra và bao trình bao đẹp hết cho các bác, tất cả trẻ hoàn hảo nha. Hai con CD về trong ngày này rất là đẹp, rất là hài lòng. Giá 23 triệu 500 ngàn, là sau đây em quay phía sau cho các bác cùng xem. Đấy, và đây là phía sau của con hai con CD. Các bác thấy máy bãi về vàng éo nha, rất là đẹp nha. Sáng nay em về hai con thì em sẽ báo seri cho các bác để lấy. Con phía trên là seri 567, con phía dưới là 250, 1250, 0567 và con dưới là 1250. Các bác lấy con nào cũng được, con nào cũng đẹp keng. Tất cả chạy hoàn hảo. Đây là cổng optical để các bác lấy đường tín hiệu từ TV xuống này. Cắm vào đây nha các bác lấy. Đấy, nó giải mã DAC cho các bác, giải mã tín hiệu âm thanh nhạc màng xuống cho các bác nghe âm thanh nó sắc nét hơn, rõ ràng, chi tiết, độ chi tiết nó nâng lên tầm cao mới. Thôi, em xin phép là dừng video. Hẹn các bác ở video kế tiếp nha.